chúng ta bắt đầu với câu chuyện người giàu hay là người trai trẻ giàu có hôm nay. Câu chuyện này liên quan đến việc theo Chúa à, và vì vậy tựa đề của bài giảng sáng hôm nay là theo Chúa dễ hay khó. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi này à, khi cùng nhau phân tích câu chuyện người trai trẻ giàu có trong phúc âm Luca chương 18. Thế quý vị thì theo Chúa dễ hay khó? <cười> <cười> À, trước hết phải nói rằng theo Chúa không dễ Vì vậy theo Chúa là việc khó Trước hết theo Chúa là khó Nhưng mà tại sao là khó Theo phong đoạn kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc Theo Chúa khó bởi vì có một giá trị cao quý Mà không phải ai cũng thấy Theo Chúa có một cái giá trị cao quý Mà không phải ai cũng thấy Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng, cái chữ quan này là ở trong uh, bản uh, trong phúc âm Matthew là chẳng nữa nó quan mà là trẻ nữa. Đây là một người có chức vị, giàu và trẻ. Nếu quý vị là một người như vậy, quý vị có theo Chúa hay là không? Mình có chức tước, mình giàu có, uh, mình trẻ theo Chúa thật là một điều khó. Chúng ta không rõ cái dụng ý hay động cơ nào thúc đẩy người này đến với Chúa. Mát đoạn 10, câu thứ 17 thì ghi như thế này cùng một câu chuyện. Nhưng mát đoạn 10, câu 17 thì ghi như thế này. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quy trước mặt Ngài mà hỏi rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời. Người này chạy lại quy trước mặt Chúa. Điều này cho thấy rằng người này nôn nóng muốn làm môn đệ của Chúa. Sống ở đời này mà tất có tất cả mà còn đi tìm sự sống đời đời. Tức là người biết cái giá trị tâm linh hẳn là người có lòng, phải không quý vị? Giàu có, có địa vị, còn trẻ. Nhưng mà người này đi tìm sự sống đời đời. Đến hỏi với Chúa rằng lại thầy, tôi phải làm gì cho được hướng sự sống đời đời. Quý vị đang tìm gì? Người ta đang tìm gì? Người ta đang tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, chức tước, tìm kiếm những điều này thì dễ, nhưng bao nhiêu người trong chúng ta đang đi tìm kiếm sự sống đời đời. Sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh cửu, vĩnh cửu là nó đến giá trị tâm linh là điều mà không phải ai cũng đeo đuổi tìm kiếm. Sĩ đồ Phaolô nói ở trong thư Corinto thứ nhì đoạn 4 câu thứ 18 như thế này. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được vì những sự thấy được chỉ là tạm thời mà sự không thấy được là đời đời không cùng. Ở trong uh, đoạn 3 câu 1 Sứ đồ Phaolô nói như thế này nếu anh em được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời là nơi đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời. Đừng ham mến các sự ở dưới đất. Và trong Matthew đoạn 6, câu 19, 20, Đức Chúa Giêsu dạy những lời như thế này. Các người chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét, làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vết mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét, làm hư. Cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vết mà lấy. Vì của cải người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Tất cả những câu kinh thánh này cho thấy rằng có một cái giá trị cao quý đặc biệt hơn. Mắt thường không thấy được giá trị vĩnh cửu mà nhiều người không thấy nên theo Chúa khó bởi vì trước hết là có những cái điều có giá trị đời đời mà người thường không thấy được. Ta đã kể cho quý vị câu chuyện rằng một người một ngày kia đi ra ngoài đường lượm được 5 đồng bạc. Và từ đó đi đâu anh cũng cúi đầu xuống, không giờ ngước đầu lên nữa. Và sau 30 năm anh lượm được 125 cây kim cúc, 201 cây đinh vít, nhiều đồng pennies gộp lại được 7 đồng 21 xu và một cái lưng gù Chúng ta đang chạy theo những giá trị nào? Chúng ta đang nhìn dưới đất mà đi hay là hướng về những giá trị cao quý đời đời trên trời? Theo Chúa khó là bởi vì nó đòi hỏi đức tin của chúng ta. Tất cả những gì người ta muốn có là mắt thấy. Cụ Mục sư Năm thường nói mắt thấy thì lòng giấy chúng ta đeo đuổi những gì mà mình thấy. Nhưng mà những giá trị đời đời đó chúng ta không thấy được. Chúa Giêsu nói gì? Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều. Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống đời đời. Dẫn đến sự sống kẻ kiếm được thì ít. Ai cũng muốn đi đường rộng khoảng khoát dễ chịu. Đi đường hẹp chi cho nó mệt. Vì vậy theo Chúa là khó là bởi vì có một cái giá trị quan trọng mà không phải ai cũng thấy. Tạ ơn Chúa vì quý vị đã đến với Chúa, đã tìm gặp với Chúa. Quý vị biết những giá trị đời đời đó. Tôi mong quý vị hãy tiếp tục làm điều đó vì biết rằng mình đang đeo đuổi những giá trị đời đời. Không điều gì trên trần gian này có thể đánh đổi được. Thứ nhất, theo Chúa khó vì là cửa hẹp vì những giá trị đích thực mà mắt thường khó thấy. Thứ nhì, theo Chúa khó là bởi vì theo chúa nó luôn luôn đi ngược lại với những suy nghĩ thường tình của con người nó luôn luôn đi ngược lại với suy nghĩ thường tình của con người người này hỏi chúa câu gì tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời có những người đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh nhưng mà theo ý mình cho rằng mình phải làm một điều gì đó Mới được hưởng sự sống đời đời Quý vị làm gì để được hưởng sự sống đời đời Thưa quý vị Kinh Thánh dạy điều gì Hầu cho hệ ai Tin con ấy Mà được hưởng sự sống đời đời Người này muốn được hưởng sự sống đời đời Nhưng mà Muốn làm một cái điều gì đó Ephesos đoạn 2 câu 8 câu 9 dạy điều gì Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu Điều đó chẳng phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình Đạo của Chúa, phúc âm của Chúa là ân sủng, là sự ban cho của Đức Chúa Trời Chúng ta không thể làm một điều gì để được hưởng cả cái, cái điểm khác biệt giữa đạo của Chúa và tất cả mọi tôn giáo của Trần gian này là ở đó. Chúng ta, người người đời phải làm một cái điều gì đó mới được cứu, mới được sự sống đời đời. Chúng ta không làm gì cả, chúng ta chỉ cần đức tin nơi Chúa mà thôi. Và đó là một cái điều để đi ngược lại với suy nghĩ thường tình của con người. Đạo gì mà dễ quá vậy, chỉ tin là được thôi. Thưa quý vị, khi chúng ta thật sự tin nơi Chúa và khi chúng ta đã được Chúa cứu, Chúa thay đổi, cái việc làm nó sẽ đi theo cái đức tin của chúng ta. Vì vậy, theo Chúa khó là bởi vì nó đi ngược lại với suy nghĩ, thường tình của con người. Trong cái ý tưởng mà phải làm cái điều gì đó, Chúa Giêsu hỏi người đó đã làm gì? Trong câu 20, ngươi đã biết các điều rằng này, ngươi chớ phạm tội tài dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếp kính cha mẹ. Và người đó trả lời như thế nào? Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Người này nghĩ rằng mình giữ luật của Chúa làm điều này điều nọ là đủ rồi. Nhưng không đủ. Quý vị biết tại làm sao không? Lời Chúa dạy rằng việc công chính của chúng ta như một cái chiếc áo bẩn ở trước mặt Chúa. Và vì vậy Chúa nói với người này điều gì? Còn thiếu cho người một điều. Còn thiếu cho người một điều. Chúng ta có thể giữ tất cả các luật của Chúa nhưng không bao giờ đủ cả. Nếu mà chúng ta có thể làm một cái điều gì đó để được cứu thì không bao giờ đủ cả. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo Chúa khó là bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình phải làm một điều gì, phải tạo công đức. Và đây là điều mà khiến cho người ta khó tin Chúa, khó tin Chúa, bởi vì theo Chúa chỉ bởi đức tin mà thôi. Và theo Chúa cũng là điều khó vì lý do thứ ba. Đó là theo Chúa đòi hỏi tận hiến total commitment đòi hỏi tận hiến Chúa nói gì với người đó trong câu 22 còn thiếu cho ngươi một điều hãy bán hết gia tài mình phân phát cho kẻ nghèo thì ngươi sẽ có của cải trên trời bây giờ hãy đến mà theo ta có phải tất cả mọi người theo Chúa đều phải làm như người này không quý vị bán nhà chưa không phải là Tất cả ai tin Chúa về phải bán nhà mà theo Chúa Không phải như vậy Đây là cái chỗ mà Chúa thử là nói đúng hơn Chúa cho người này thấy Theo Chúa thật sự là như thế nào Người này hãnh diện cho rằng mình đã giữ tất cả mọi điều răng của Chúa Chẳng những vậy mà nói rằng tôi giữ từ hồi nhỏ nữa Có người nói với tôi là tôi tin Chúa hồi ở trong bụng mẹ Người này chỉ biết Đức Chúa Trời Xin nói Xin lỗi, người này chỉ biết về Đức Chúa Trời hay là giữ điều răng bên ngoài mà chưa đi vào tận cốt lõi của vấn đề. Người này gọi Chúa Giêsu là đấng nhân lành mà không biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới là đấng nhân lành. cái vị trở lại phân đoạn Kinh Thánh sẽ thấy. Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng thưa Thầy nhân lành, Good Lord, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Và Chúa Giêsu hỏi lại, sao ngươi gọi ta là nhân lành chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời? cái đấng thiện lành duy nhất là Đức Chúa Trời. Nếu mà người này gọi Đức Chúa Giêsu thầy nhân lành, có nghĩa là người này phải nhận Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời thì mới hiểu rõ điều đó, bởi vì một mình với Chúa Giêsu mới là đấng nhân lành. Người này gọi Chúa Giêsu là đấng nhân lành mà không biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng nhân lành. Nếu một người này thật sự biết Chúa là Đức Chúa Trời Nhưng mà người này không biết như vậy Người này nói rằng mình không tà dâm, không giết người Không trộm cướp, không nói chứng dối, hiếu kính cha mẹ Đó là tiêu cực nhiều người trên trần gian này cũng nói như vậy tôi không có phạm tội gì hết nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề nhưng mà đối với đức chúa trời thì sao đối với người nghèo người có nhu cầu thì sao người này đã làm gì chúa nói rằng còn thiếu cho người một điều hãy bán hết gia tài phân phát cho kẻ nghèo tôi đã nói với quý vị nhiều lần vì ở trên đời này nó có ba thứ luật quý vị biết chứ hả luật sắc, luật bạc và luật luật vàng Luật sắc đó là cái gì của anh là của tôi Tôi chiếm đoạt cho tôi Cái người thứ nhì Cái luật bạc nó dễ thương lắm Cái gì của anh là của anh Cái gì của tôi là của tôi Có vị hãy tưởng tượng trên trần gian này Ai cũng sống theo luật bạc thì thì như thế nào Mỗi người tôi tôi đi phần tôi Anh đi phần anh Nhu cầu sống chết mặt bay Không cần biết đến nhu cầu của người khác Chúa muốn cho người này thấy rõ vấn đề giá trị người này có lòng đi tìm giá trị tâm linh nhưng lòng vẫn còn quá nặng với vật chất của cải một mặt muốn theo chúa một mặt muốn hưởng sự sống đời đời mà một mặt muốn giữ tất cả mọi thứ cho mình tôi nhớ có một cái câu chuyện cái hoặc wow, tôi không muốn nói nhưng mà <laughs> một cái con 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 khỉ phải không nó cầm một cái gì ở trong tay đó mà thì nó rút cái tay ra không được nó chỉ cần thả cái trái chuối ra thì nó rút tay ra được nhưng mà thả đi thì, thì mất trái chuối Cho nên người này muốn sự sống đời đời Nhưng mà cũng muốn Muốn của cải không có mất đồng nào hết Bán hết cha ta phân phát cho con nghèo Và Chúa nói rằng như vậy thì có của cải ở trên trời Người đó có thấy được như vậy không? Chắc chắn là không Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Người đó buồn Người này hăng hái lắm chạy đến với Chúa rằng Chúa ơi con làm gì để được sự sống rồi đợi nó về bán hết gia tài theo ta. Bây giờ buồn so Quý vị thấy rằng ai tới với Chúa thì cũng vui hết á. Mà người này đến với Chúa về thì thì buồn. Giàu. Cái, cái kinh thánh nói rất là lõ. Người này trở nên buồn đau vì giàu có lắm. Vì giàu có lắm. Quý vị biết cái gì không? Của cải đã trì kéo người này. Thưa quý vị, giàu không phải là tội, giàu là phước. Ông Abraham được Chúa ban phước, giàu có. Ông Job được Chúa ban phước, giàu có. Giàu là ơn phước của Chúa. Nhưng mà để cho tiền bạc của cải lôi kéo, đó là gánh nặng. Chúng ta nói rằng, hãy quăng hết mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta. Cho nên, giàu có không phải là tội, không phải là... Nó là phước, nhưng chúng ta phải biết sử dụng tiền bạc của cải Chúa ban cho chúng ta như thế nào. Có người kể chuyện có một ông nhà giàu để tiền ở trên trên gác ở trên attic để khi nào chết đi lên thì ông đem theo mà sau khi ông chết bà vợ lên trên gác thấy cái gói tiền nó vẫn còn đó bà nói rằng tôi nói là ông đi xuống nhưng ông đi lên đó mà để tiền ở trên gác quý vị đang để tiền ở đâu cái điều gì đang trì kéo quý vị theo chúa muốn thật sự hưởng nước trời phải biết giá trị nằm ở đâu thưa quý vị theo chúa khó là ở chỗ này có hai cái chữ mà chúng ta cần phải phân biệt ở trong cuộc đời theo chúa của mình đây là lời dạy của kinh thánh đó là quyền sở hữu và quản gia sở hữu và quản gia Sở hữu tiếng Anh là ownership và quản gia là stewardship. Sở hữu là gì? Sở hữu là tất cả những gì mình có đó là của mình. Còn quản gia là tất cả những gì mình có đó không phải là của mình nhưng mà mình có trách nhiệm phải quản lý. Quý vị và tôi là người quản gia của Chúa. Tất cả những gì chúng ta có là của Chúa, không phải của mình. Ngay cả cuộc đời của mình, ngay cả hơi thở của mình ngay cả sự sống của mình, ngay cả tiền bạc của mình, ngay cả gia đình của mình. Everything we have is or belongs to God. Là của Chúa. Chúa chỉ giao cho chúng ta cái quyền quản lý, quản gia ở trong cuộc đời này. Khi nào mà chúng ta thấy được vấn đề như vậy thì chúng ta mới thật sự theo Chúa được. Tôi chỉ là người quản gia, quản lý tài sản của Chúa cho. Như vậy, theo Chúa khó bởi vì có một giá trị quan trọng Không phải ai cũng thấy Theo Chúa khó bởi vì nó luôn luôn đi ngược lại Với suy nghĩ thương tình của mình Theo Chúa khó bởi vì nó đòi hỏi Phải tận hiện Nhưng mà thật sự lời của Chúa dạy tại đây Theo Chúa cũng rất là dễ thưa quý vị Tại sao lại dễ Thứ nhất theo Chúa là dễ Bởi vì đó là việc của Chúa Không phải là việc của mình Tại sao theo Chúa Mà lại là việc của, của, của Chúa Không phải là việc của mình Giêsu nói trong câu 27 như thế này, Ngài đáp rằng, sự chi người ta làm không được, xin lỗi sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa trời làm được. Sau khi cái người trai trẻ này buồn rầu và bỏ đi đó, thì Chúa nói rằng, người giàu vào nước Đức Chúa trời khó biết là giường nào, Chúa nói rằng theo Chúa khó. Lạc đà chui có lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Lạc đà là cái con vật rất là lớn, lỗ kim là cái gì rất là nhỏ. Quý vị tưởng tượng hai cái hình ảnh đó. Tức là cái chuyện giống như là impossible, không có xảy ra được. Bởi vì của cải nó giữ cái người giàu lại, không cho người đó theo Chúa được. Thì khi các môn đồ nghe điều đó vậy thì ai được cứu chúa nói rằng theo chúa khó quá luật lạc đại chui qua lỗ kim còn dễ hơn thì ai được cứu thì câu trả lời của chúa là gì sự chi người ta không làm được thì đức chúa trời làm được điều đó cho thấy gì đúng theo chúa là việc của chúa là khó nhưng mà bởi ân sủng của chúa chúng ta có thể bởi vì theo chúa không phải là việc của mình mà là việc của ai là việc của chúa quý vị thấy điều đó không sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Có hai câu kinh thánh chúng ta để ý tại đây. Phúc âm Giăng chương 6 câu thứ 37. Phúc âm Giăng chương 6 câu thứ 37 dạy như thế này. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Và trong câu 44, Ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau ruột Hai câu kinh thánh này nói như thế này, phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có thể đến với Chúa khi nào Đức Chúa Cha ban cho thì chúng ta mới có thể đến với Chúa được, vì vậy mà tôi nói rằng thế Chúa là việc của Chúa. Quý vị tại sao quý vị tin Chúa không? Không phải là quý vị theo Chúa, tìm Chúa đâu. Mà chính Chúa tìm quý vị và kéo quý vị đến với Ngài. Theo Chúa impossible. Không có theo Chúa được đâu. Bởi vì Chúa thương chúng ta, Chúa làm việc trong lòng của chúng ta, thúc giục trong lòng của chúng ta và kéo chúng ta đến với Chúa. Tất cả những cái khó ở trên là khó nếu Chúa không hành động trên chúng ta. Bởi vì bao nhiêu người trên trần gian này thấy được cái giá trị cao quý của Chúa để đến với Chúa. Nếu Chúa không hành động trong chúng ta thì bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ rằng nhờ đức tin mà được cứu, bao nhiêu người trong chúng ta có thể từ bỏ tất cả mà theo Chúa, nhưng mà tất cả bởi vì bởi ơn của Chúa, only by grace. Nếu Chúa không làm việc, Chúa không hành động thúc đẩy chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình là người tìm kiếm Chúa, mình là người đến với Chúa, nhưng thật sự Chúa là Đấng tìm và cứu chúng ta. Quý vị có biết điều đó không? Vậy vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa thương tôi và Chúa đến với tôi. Quý vị và tôi được làm con của Chúa ngày nay bởi vì Chúa yêu thương và Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Con người chúng ta không làm được nhưng Chúa làm được. Vì vậy theo Chúa là chuyện dễ bởi vì đó là chuyện của Chúa, không phải chuyện của mình. Khi học đến chương 19 trong những tuần tới chúng ta sẽ thấy điều đó trong một người nhà giàu khác là ông Sa Chê đã tin nhận Chúa. Như vậy tin nhận Chúa là dễ bởi vì Chúa có thể làm được tất cả khi chúng ta để cho Chúa làm việc. Khi chúng ta để cho Chúa hành động trong chúng ta Không có chuyện gì khó hết Theo Chúa dễ bởi vì đó là việc của Chúa Đó là việc Chúa làm và thứ nhì Theo Chúa là dễ bởi vì đây là điều hợp lý Đây là điều hợp lý Một trong những điều mà quý vị và tôi Tôi nhớ rằng quý vị cũng đang hỏi bây giờ nữa Câu hỏi chúng ta là theo Chúa có được lợi gì không Tôi tin Chúa thì ít lợi cái gì Tôi đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, tôi thờ phượng Chúa, tôi dân hiến, tôi làm tất cả tôi hầu việc. What do I get? Tôi được cái gì đây? Những người khác họ không tin Chúa ngày Chúa Nhật họ ở nhà, họ ngủ trễ, họ đi chơi. Họ cũng sung sướng hơn tôi, họ giàu hơn tôi nữa theo Chúa lợi ích gì? Thưa quý vị, chúng ta tin Chúa không phải là vì đổi chác. Nhưng mà khi theo Chúa chúng ta được ích lợi rất là nhiều. Và vì vậy mà tôi nói đi là điều hợp lý. Hợp lý bởi vì nó lợi nhiều lắm. Quý vị với tôi xem từ câu 28 trở đi. Ông Fierro là một môn đệ theo Chúa cũng giống như quý vị và tôi vậy. Và ông thấy tất cả câu chuyện như quý vị thấy buổi sáng hôm nay ông thấy một cái người nhà giàu cái tới nói với Chúa rồi Chúa nói về ông kia bỏ về. Và Chúa nói rằng người giàu vào nước Chúa khó lắm. Và đây là câu hỏi của ông Fierro và đây cũng là câu hỏi của quý vị và tôi. Kinh Thánh nói rằng Fierro bèn thưa rằng này chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo thầy Ông chỉ nói chừng đó thôi quý vị để ý thôi Führer bạn thưa rằng Này chúng ta đã bỏ sự mình có mà theo thầy Ông ngưng lại tại đó Và có lẽ quý vị và tôi cũng hỏi Chúa một câu tương tự như vậy Ý của rơ nói rằng lại Chúa người kia không dám bán gia tài theo Chúa Còn con đây nè chúng con bán hết cha tài chúng con bỏ tất cả mọi sự bỏ thuyền bỏ chài bỏ nghề đánh cá theo chúa chúng tôi bỏ hết theo chúa mà chúng ta được cái gì đấy hai điều mà người theo chúa được chúa giêsu trả lời trong câu 29 và 30 đức chúa giêsu phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi người nào vì cớ nước đức chúa trời mà bỏ nhà cửa cha mẹ anh em vợ con thì trong đời này được lãnh nhiều hơn và đời sau được sự sống đời đời Quý vị thấy hai ơn phước của người thiên Chúa không? Thứ nhất là ơn phước đời này Và thứ nhì là ơn phước đời sau Nhiều người nói rằng, ồ thiên Chúa chỉ được phước đời sau No, đời nay nữa Ơn phước thứ nhất là ơn phước đời này Trong đời này được lãnh nhiều hơn được lãnh nhiều hơn là như thế nào Đâu có hơn nhiều người khác đâu Hồi tôi tin Chúa tôi nghèo Bây giờ tôi cũng nghèo nữa Có lẽ nghèo hơn nữa Trong sách mát nói rằng Được hưởng trăm lần hơn Thưa quý vị Một người tin Chúa Theo Chúa thật sự sẽ kinh nghiệm được những hạnh phúc Mà đời này không thể nào ban cho Theo Chúa không phải là để đánh đổi Hay là trả giá Nhưng để kinh nghiệm ơn phước lớn hơn Ông Peter làm nghề gì? đánh cá. Nếu ông Peter không theo Chúa, không bỏ thuyền, không bỏ lưới mà theo Chúa thì ông làm gì? Cũng làm đánh cá thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta biết rằng ông Peter là người như thế nào? Người Công giáo gọi ông là vị giáo hoàng đầu tiên, ông là Thánh Peter. Người ta nói ông là người gác cổng thiên đàng bởi vì Chúa giao cho ông cái chìa khóa nơi thiên đàng. Nhưng mà hơn những điều đó, thưa quý vị. Quý vị về đọc lại thư Peter thứ nhất và Peter thứ nhì quý vị đọc quý vị sẽ cảm nhận được tất cả tình yêu và tất cả những gì lớn lao trong cuộc đời của ông Peter. cái việc lớn ở trong cuộc đời của Peter không phải là đánh cá mà cái việc lớn trong cuộc đời của Peter là được làm con của Chúa làm đầy tớ của Chúa không một cái gì có thể đánh đổi được. một cái ơn phước kéo dài cả cuộc đời và suốt 2.000 năm sau chúng ta cũng còn kinh nghiệm được những ơn phước đó qua sứ đồ Peter ông Matthew làm nghề gì? ông giàu không? nếu mà ông không theo Chúa, ông làm gì? ông cũng làm nghề theo thế, ông cũng giàu nữa, nhưng mà sẽ bị người đời khinh chê. Nhưng mà ông Matthew đã bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa thì giờ này ông làm gì? và wow, tôi nói, nói nói lại, nếu mà ông không theo Chúa thì giờ này ông có lẽ ông có tiền nhưng mà đời sống ông chấm dứt tại đó hôm nay chúng ta mở kinh thánh sách tân ước đầu tiên là sách gì? Ma-thi-ơ. Quý vị thấy được điều đó không? Quý vị thấy cái giá trị trăm ngàn lần không? Khi tôi học xong trung học thì tôi dân mình hậu việc Chúa. Thì nhiều người xung quanh cười tôi và nói rằng dạy quá. Và khi tôi đi học trường kinh thánh có lúc tôi cũng cảm thấy sao mình dạy thiệt. Bao nhiêu người cùng tuổi với mình họ làm chức này, tước nọ đủ thứ hết. Sao mình dạy vậy? cảm ơn Chúa, Chúa đã giúp tôi có thể trung tín với Chúa và quyết tâm theo Ngài. Và bây giờ nhìn lại, và nhất là sau năm 1975, bao nhiêu người mất mát, bao nhiêu tang thương xảy ra. Tội tạ ơn Chúa vì tôi chẳng những không mất mà tôi còn có thêm. Tôi có tất cả những điều ở trên trần gian này, điều mà tiền bạc của cả không thể nào mua được. Tôi rất là sung sướng bởi vì tôi cảm thấy mình rất là giàu. Và nhiều người trong quý vị cũng vậy. Năm 1975 khi qua Mỹ Tôi có cái gì quý vị biết không Một vợ ba con và một cái sách tay That's all I have Không có một đồng xu dính túi nữa Những ngày hôm nay tôi có thể nói rằng Không có cái gì mà tôi không có Quý vị biết rằng ở Mỹ đây Tôi không có một người bà con nào hết Nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ mình Gia đình mình đông vô cùng bởi vì quý vị là bà con của tôi, quý vị là gia đình của tôi. I'm so rich. Đây không phải là chuyện lý thuyết nhưng đây là kinh nghiệm của tất cả người nào đặt lòng tin và tin theo Chúa hết lòng. Và chẳng những vậy Chúa nói rằng về sau được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là cái gì quý vị biết không? Cái sự sống đời đời đó không phải nói về 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 thời gian kéo dài không hết. Nhưng mà sự sống thời Đời đời không có nói về số lượng, nhưng mà nói về chất lượng. It's not quantity, dài bao nhiêu, mà quality, nó như thế nào. Cái sự sống đời đời là cái đời sống có ý nghĩa, có mục đích ngay ở trên trần gian này. Và sự sống đời đời là sống mãi với Chúa ở trong cõi bình hằng Sự sống đời đời là cái gì quý nhất mà không có một cái gì trên trần gian này có thể đổi được, quý vị có biết như vậy không? Và đó là khi chúng ta theo Chúa Hết lòng theo Ngài dấn thân Thì chúng ta kinh nghiệm được tất cả những điều này Đây là giá trị đời đời Thưa quý vị bài học hôm nay không phải là vấn đề đổi chác Mà là cái giá trị Chúng ta chọn cái giá trị nào Của đời hay của Chúa Tôi xin phép được hỏi quý vị câu này buổi sáng hôm nay Quý vị không cần phải trả lời Quý vị không cần phải viết xuống cái vị suy nghĩ đi Cho hỏi quý vị buổi sáng hôm nay điều này Cái của cải mà quý vị có đó có bao nhiêu tiền trong ngân hàng có bao nhiêu tiền ở trong savings có bao nhiêu tiền ở trong 401k về hưu quý vị có bao nhiêu tiền cộng tất cả tài sản nhà cửa của mình xe cộ của quý vị cộng tất cả quý vị hóa is your asset quý vị có bao nhiêu quý vị biết ở khi quý vị chết quý vị đem về thiên đàng được bao nhiêu trong số đó quý vị biết rồi phải không quý vị để tiền ở trên gác hay dưới basement cái câu mà Chúa nói với người nhà giàu còn thiếu cho ngươi một điều hãy bán hết gia tài mà phân phát cho cả nghèo thì sẽ có cái gì có của cải ở trên trời có của cải ở trên trời cái chữ của cải đây ở trong nguyên văn là treasure treasure là cái gì là cái kho tàng hồi nãy mình đọc cái câu ở trong Matthew đó của cải người ở đâu thì lòng người nó ở đó khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta có của cải ở trên trời phải không? và kinh thánh nói rằng của cải người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. quý vị biết tại sao mình còn lo đời này mình còn lo chuyện đời này không? ở vì của cải mình để dưới đời này. cho nên hãy chứa của cải ở trên trời. của ở đâu thì lòng có ở đó. Nếu của cải mình ở Trần gian thì làm sao mình lo việc Chúa được? Vậy thì của cải chúng ta ở đâu lòng chúng ta sẽ hướng về đó. Chúng ta đang sống với giá trị nào? Theo Chúa dễ hay khó? Thưa quý vị, theo Chúa khó mà dễ, dễ mà khó. Quý vị biết tại sao mà khó không? Khó nếu chúng ta cậy sức của mình. Nhưng mà dễ nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa và tùy thuộc nơi Ngài. Chúa nói rằng ai đến với Ngài cũng Chúa không bao giờ bỏ ra. Việc gì con người làm không được, Chúa làm được. Tôi nhắc lại Ai đến với Chúa Về cũng vui hết Nhưng mà trong câu chuyện này Người này đến với Chúa khi ra về Thì Kinh Thánh ghi rằng Khi người trẻ nghe xong lời này Thì đi bộ buồn bực Vì chàng có của cả nhiều lắm Người ta đến với Chúa Thì vui vẻ phước hạnh Người này thì đến với Chúa Thì buồn rầu Quý vị tại làm sao không? Vì cái giá trị của cả Đã kéo anh xa Chúa Quý vị thì sao? Quý vị có tiếp tục theo Chúa